Các em vào ví dụ số 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ O, Y, Z, thì cho cái mặt cầu S có phương trình là X bình cộng Y bình cộng Z bình trừ đi 4X cộng 2Y cộng 6Z trừ đi 2 bằng 0. À, mặt cầu S có tâm Y và bán kính R là bài toán cho chúng ta bốn cái quả như này. Thì em chú ý thứ nhất là ta xác định đến cái tâm Y. Tâm Y, thầy vừa nhắc xong, đó là hệ số của X, của Y, của Z chia cho âm 2. Như vậy em nhìn này Hệ số của x đây này, này là âm 4 Âm 4 chia âm 2 sẽ là 2 Tiếp theo đến hệ số của y là mấy Là số 2 này Số 2 chia cho âm 2 sẽ bằng âm 1 Tiếp theo hệ số của z là 6 6 chia âm 2 sẽ bằng âm 3 Rồi đây là tâm Còn bán kính r sẽ bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình trừ đi D thì bằng ABC thì có rồi là 2 bình phương cộng với âm 1 bình phương cộng với âm 3 bình phương đó, trừ đi D là số âm 2 âm 2 trừ đi âm 2 thì bằng dương 2 đó thì ra tính này ra sẽ được kết quả là 4 như vậy mặt cầu S này sẽ có tâm là có tọa độ là 2 trừ 1 trừ 3 và bán kính R bằng 4. Thì ở ví dụ 1 này chúng ta sẽ chọn được đáp án C. Các em hiểu chưa?